Một gã khổng lồ bị xích cả chân lẫn tay, mặc dù bị khóa mõm nhưng bốn người phải rất vất vả và cẩn thận mới khống chế được hắn. Tên này có biệt danh cơn ác mộng trong tù, hắn được các ông lớn cho lên võ đài thi đấu để kiếm tiền. Hầu như tất cả những võ sĩ đánh với hắn đều phải nhận kết cục vô cùng thảm hại. Ngay cả ông vua MMA Boyka, độc cô cầu bại trong thế giới ngầm cũng bị hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng. Trận đấu này liệu Boyka sẽ chiến thắng hay thất bại thì anh em hãy cùng mò tìm hiểu nha. Vài tháng sau khi đánh bại Rau và được Gaga thả tự do trở lại Kiev, Boyka đã trở thành tội phạm bị truy nã ở Nga. Võ sĩ không có thời gian nghỉ ngơi, Boyka vẫn tham gia những trận đấu ở sàn thi đấu ngầm. Phong độ và đẳng cấp vẫn như hồi ở trong tù, những chiến thắng liên tiếp giúp anh trở thành độc cô cầu bại trong thế giới ngầm. Tuy vậy, Boyka lại là con chiên ngoan đạo của Chúa khi dùng hết số tiền kiếm được để ủng hộ nhà thờ. Cha xứ khuyên anh rằng bạo lực không mang lại sự cứu rỗi, nó có xu hướng nhấn chìm con người. Boyka lại bảo rằng Chúa đã ban cho anh món quà này và sẽ xấu hổ khi lãng phí nó. Trong khi đó, tại nhà chùa Konukomi, những trận đấu võ vẫn diễn ra. Nơi này có một võ sĩ to lớn tên Cosma, hắn nguy hiểm tới mức phải xích cả chân tay và khóa mõm lại. Trông bộ dạng như quái vật khiến đối thủ bắt đầu cảm thấy run sợ. Cosma chiến đấu như một con ác quỷ, hắn ra đòn vô cùng tàn bạo và luôn có thói quen đánh đối thủ cho đến chết. Trở lại với Boyka, quản lý của anh đã mang đến tin vui. Ông ta đã thuyết phục những nhà tuyển trạch tới xem Boyka thi đấu. Nếu đấu tốt, anh sẽ được tham gia giải vô địch châu Âu do Liên đoàn MMA tổ chức tại Budapest. Đó là điều mà Boyka luôn khao khát. Anh là võ sĩ hoàn thiện nhất nhưng lại không thể thượng đài thi đấu hợp pháp do bị truy nã. Đối thủ lần này của Boyka là Victor đến từ Nga. Victor mỉm cười thân thiện nhưng Boyka đáp lại hơi cục xúc. Trận đấu bắt đầu, Victor thi đấu ngang ngửa Boyka, thậm chí còn tung ra những pha banh người vô cùng để mắt. Boyka với kinh nghiệm chiến đấu với những võ sĩ mạnh nhất trong tù nên nhanh chóng lấn át Victor. Một cú đấm như trời giáng khiến Victor ngã xuống sàn. Anh cố gắng đứng dậy thi đấu để rồi ăn thêm một cú đấm nằm sàn lần nữa. Boyka khuyên hãy nằm yên đó nhưng Victor vẫn đứng dậy để thi đấu. Boyka bừng mình tung ra liên hoàn cước hạ knockout Victor và giành chiến thắng. Sau trận đấu, quản lý tới đưa tiền thắng trận này và nhà tuyển trạch hẹn anh 2 tuần sau thi đấu chính thức. Ngay khi đi ra ngoài thấy Victor được đưa đến bệnh viện do chấn thương não, Boyka ngẩn người nhớ lại những lời cha xứ dặn về bạo lực mà anh đang trải qua. Sáng hôm sau, anh tìm quản lý để hỏi tình hình của Victor, hắn ta chết rồi. Lương tâm Boyka cảm thấy cắn rứt vì điều đó, anh tìm được bức thư và ảnh vợ con của Victor trong túi đồ. Vợ của Victor là Anma đang nợ tên trùm xã hội đen Zurab khoản tiền lớn, hắn tìm tới tận nhà bắt cô phải làm việc cho hắn để trừ nợ. Boyka vẫn chưa biết điều này, anh muốn trở lại Nga để nói lời xin lỗi Anma. Quản lý bị ép đành phải giúp Boyka làm hộ chiếu giả, hãy nhớ trận đấu chính thức, hành động này có thể hủy hoại cả cuộc đời của cậu đấy. Boyka không quan tâm tới lời can ngăn của quản lý mà vẫn bắt xe buýt lên đường sang Nga với cái tên Anton Lagunov. Anh thuê một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, treo cây thánh giá lên rồi tìm tới trung tâm cộng đồng của Ama. Đúng lúc ấy có nhóm người bí ẩn đưa cô lên xe, tên bảo vệ nói rằng cô đi làm. Boyka bám theo đến câu lạc bộ thi đấu ngầm của Zurab. Ngày trước, vợ chồng Victor và Ama vay tiền của Zurab để xây trung tâm cộng đồng cho những đứa trẻ mồ côi. Victor là võ sĩ phải tham gia những trận đấu ngầm để kiếm tiền trả nợ. Sau khi Victor chết, Zurab ép Ama phải tới đây làm việc cho hắn. Lúc này đang diễn ra trận đấu của Igor Kamir được mệnh danh là nhà vô địch. Tên này không những mạnh mà còn hết sức hống hách. Hắn còn cướp micro của MC và nói đây là võ đài của hắn. Boyka không thèm quan tâm mà tìm Ama để nói chuyện. Mấy thằng bảo vệ ở đây không cho mà lôi anh ra ngoài. Boyka chỉ cần đi vài đường cơ bản đã đánh gục bọn chúng. Cho dù dí súng vào đầu anh thì vẫn ăn đòn như thường. Zurab nhận ra huyền thoại nên gặp anh thi đấu cho hắn nhưng Boyka từ chối. Hắn còn bảo bây giờ Ama đã thuộc sở hữu của hắn. Nếu cố gắng nói chuyện với cô ta, tôi sẽ giết anh. Sáng hôm sau, Boyka lại tìm tới trung tâm cộng đồng. Gã bảo vệ ra chặn lại, liền bị một đấm ngất tại chỗ. Boyka đưa bức thư lại cho Anma. Tôi là người đã đấu với Victor trong trận cuối cùng của anh ấy và đó là một tai nạn. Anh cũng lấy ra số tiền thưởng trong trận đấu đó đưa cho Anma. Cô tức giận nói đây là những đồng tiền máu. Anh vì nó mà giết chết chồng tôi rồi đuổi Boyka đi. Biết đây là lỗi do mình gây ra nên anh không nói gì mà chút giận lên gã bảo vệ ngoài cổng. Boyka đi tới đại bản doanh của Zurab để nói chuyện với hắn. Anh đề nghị đấu cho hắn nhưng hắn phải xóa nợ cho Anma và để cô ấy tự do. Zurab đồng ý thỏa thuận đấu 3 trận và phải đánh bại nhà vô địch của hắn. Boyka không có nhiều thời gian, anh phải giải quyết mọi chuyện ở đây trong vòng 1 tuần để trở về. Điều đó đồng nghĩa với việc Boyka phải thi đấu theo lịch 2 ngày 1 trận. Zurab chỉ cho anh chỗ để luyện tập nhưng thằng to con này lại gây sự. Đây là bao cát của tao và tao không muốn cho mày dùng. À thế à, ghê quá nhỉ. Trận đấu đầu tiên Boyka đấu với tay đấm địa phương tên Boris Tashov. Gã này cũng có chút thực lực nhưng vẫn không phải đối thủ của Boyka. Igor, Zurab và Ama rất chăm chú theo dõi Boyka thi đấu. Anh liên tục ra đòn, thể hiện những pha bay người đạp vô cùng đẹp mắt. Boyka quần ngã đối thủ xuống đất, lộn một vòng đạp trúng bụng Boris. Zurab ra hiệu cho Boyka kết liễu đối thủ nhưng anh lại dừng tay. Sau khi vô tình giết chết Victor, Boyka đã biết những cú đấm của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Anh không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa. Chiến thắng dành cho Boyka, thanh niên Igor đến khiêu khích đây vẫn là võ đài của tao. Trong phòng thay đồ, Ama mang đến cho anh một ly nước. Ngày mai hãy đến trung tâm của tôi để luyện tập. Gã bảo vệ ở cổng lần trước bị đánh cho sấp mặt lợn, hôm nay đã mang theo súng. Boyka bảo, bây giờ tao đấu cho chủ của mày, liệu mày dám cản tao không? Đám trẻ ở ngoài chăm chú
ngồi nhìn Boyka tập luyện như cách chúng nhìn Victor tập ngày xưa. Trận đấu thứ hai, Boyka phải đấu với anh em nhà Ojerov. Ông trùng Jurab nói vọng xuống, nhớ không Boyka, khu của tôi, luật của tôi. Nhớ lại lần Boyka tìm gặp Jurab để thỏa thuận, hắn có nói đây là khu của hắn, thậm chí cảnh sát cũng làm việc cho hắn. Khu của tôi, luật của tôi, câu nói này đủ để biết tầm cỡ của ông trùm xã hội đen này lớn như thế nào. Trở lại với trận đấu, anh em nhà Ojerov không có gì đặc sắc nhưng 1-2 khiến Boyka có phần bất lợi. Nếu đánh 1-1 thì chắc chắn chúng đã bị Boyka hạ đo ván từ lâu, nhưng hai thằng kết hợp lại thì vất vả hơn. Cứ đấm được một thằng thì thằng kia lại xông vào đánh. Một thằng bay người đập thẳng vào lưng của Boyka khiến anh đau đớn vô cùng. Liếc mắt nhìn Ama xinh đẹp khiến công lực của Boyka tăng lên 200%. Anh vùng lên đánh một thằng hầu máu mồm, thằng còn lại cũng ăn một đòn nằm lăn lộn. Cuối cùng là chiêu bay người đạp hạ knock out cả hai anh em cùng lúc. Mặc dù giành chiến thắng nhưng cú đạp của thằng kia khiến Boyka bị chấn thương lưng. Ama sau khi xem Boyka thi đấu cũng đã dần có cái nhìn khác về anh. Bản thân Boyka cũng từng nói với Ama rằng anh thi đấu không phải vì cô mà là vì lương tâm của mình. Ama nấu cho Boyka ít thuốc mỡ theo công thức bà nội để lại. Cô mang tới phòng tập và tự tay bôi thuốc cho Boyka. Ama bảo anh có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào anh muốn. Boyka hỏi tại sao cô không rời khỏi đây. Ama cảm thấy không vui. Cô không thể rời bỏ trung tâm cộng đồng, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Nếu không có chỗ ở và người chăm sóc, rất có thể những đứa trẻ ấy sẽ trở thành người xấu khi lớn lên. Hơn nữa, nơi này là ước mơ của hai vợ chồng cô nên càng không thể rời đi. Ông trùng Jurab mang tiền tới hối lộ giám đốc nhà tù Konur Chomi. Hắn đề nghị cho cơn ác mộng Cosma đến chỗ hắn thi đấu. Số tiền lớn khiến giám đốc nhà tù không thể từ chối. Xong việc, Jurab tìm đến nhà Ama. Hắn đò đưa gạ gẫm cô đủ kiểu. Jurab tẩy não Ama rằng Boyka là thú vật, một kẻ giết người máu lạnh đã giết chết chồng của cô. Gạ gẫm không được, đe dọa cũng không được. Jurab cảnh cáo Ama, tôi sẽ giết hắn nếu cô cho hắn ở lại đây. Quản lý của Boyka gọi điện dặn đừng quên chuyến xe buýt trở về lúc 9:45 tối nay. Boyka trả lời cho qua rồi trở về phòng thì gặp Ama. Cô đến để hỏi về trận đấu giữa anh và Victor. Boyka kể rằng con người anh mang đầy đau khổ, thù hận và giận dữ. Trận đấu ấy là cơ hội duy nhất để anh có thể mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời của mình. Trên võ đài, Victor là người ngăn cản tôi mở cánh cửa ấy ra nhưng tôi không cố ý. Nỗi đau ùa về khiến Ama không biết nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi. Trận đấu thứ 3, Boyka đấu với Igor. Thằng này cứ lải nhải như đàn bà khiến Boyka phát cáu. Cơ mà nó cũng có năng lực chứ không phải dạng tầm thường. Hai bên ăn miếng trả miếng, mày đấm tao một cái, tao cũng đấm trả mày một cái. Mày đạp tao một cái, tao cũng đạp trả mày một cái. Thằng Igor này chơi bẩn khi đấm vào con chim non của Boyka rồi giáng cú đá vào lưng của anh. Igor biết điểm yếu của Boyka là cái lưng đau, nó tận dụng điều này đánh liên tiếp vào chỗ đó. Boyka đau đớn nhưng khi nhìn Ama công lực lại tăng lên. Anh xoay người đá rồi bay người đạp, cùng với đó là liên hoàn đấm rồi kết liễu bằng một pha xoáy người đá sở trường. Thêm một chiến thắng knock out nữa dành cho Boyka. Ama đã cười nhưng cả hai không ăn mừng được lâu. Jurab là thằng lật lọng, nó nói anh đấu 3 trận và phải đấu với nhà vô địch của tôi nữa. Thế thằng vừa rồi là thằng nào? Nó không phải là nhà vô địch, tôi sẽ không đấu cho ông nữa. Ông không muốn cứu ông ta sao? Nếu anh đi, nợ của cô ta vẫn còn. Quản lý gọi điện tới dặn chuyến buýt cuối cùng lúc 10 giờ đừng đến trễ. Boyka nắm lòng muốn đấu nhanh để còn kịp trở về tham dự giải đấu chính quy mà bao lâu nay anh luôn khao khát có được. Boyka có nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh mình phải đấu với con quái vật Cosma. Khuôn mặt của Boyka có phần lo lắng, Ama còn lo lắng hơn. Cô sợ Boyka sẽ thất bại, cô đã nhìn thấy tấm lòng lương thiện đằng sau vẻ ngoài hung tợn ấy. Ama từng căm giận Boyka khi đã giết chết Victor, mãi về sau chứng kiến Boyka thi đấu để chuộc lại lỗi lầm đã khiến Ama mềm lòng. Cô bảo anh hãy tới trung tâm cộng đồng của mình để luyện tập, rồi còn tự tay nấu thuốc mỡ và bôi lên lưng cho Boyka. Đúng là phụ nữ luôn yếu đuối và dễ mủi lòng. Ngồi trên cao nhìn xuống võ đài, trong lòng Ama cảm thấy rất bất an. Thể hình của Cosma cao lớn hơn Boyka rất nhiều, thân thủ của hắn cũng rất nhanh nhẹn. Tên này xứng đáng được đặt cho biệt danh vua lì đòn, bởi dù Boyka có đánh đấm thế nào cũng không xi nhê gì. Ngược lại, hắn đánh đấm túi bụi vào người Boyka, một pha lên gối khiến Boyka nằm gục xuống sàn càng làm Ama lo lắng. Boyka ngước lên trên nhìn vợ của người mà mình đã đánh chết. Anh lấy hết sức gượng dậy chiến đấu, cứ ngỡ lần này sẽ làm nên chuyện nhưng càng đánh càng bị ăn đòn nhiều hơn. Bản lĩnh thực chiến của độc cô cầu bại đã giúp anh tìm được cách khắc chế Cosma. Anh cần phải tạo khoảng cách bởi sải tay của Cosma dài hơn, do đó dùng chân là điều hợp lý. Boyka nhanh nhẹn né đòn, liên tục đạp vào người và đấm một phát móc hàm bay miếng bảo vệ giam của Cosma. Con quái vật đã nổi điên, hắn muốn phản đòn nhưng Boyka không cho hắn cơ hội. Anh quật hắn xuống sàn rồi bẻ gãy tay, một pha bay người đạp Cosma bay ra khỏi võ đài nằm bất tỉnh. Boyka giành chiến thắng knock out trong sự hò reo cổ vũ của tất cả mọi người. Trợ lý của Jurab ra hiệu cho hai đàn em cầm gậy bóng chày xử lý Boyka. Nhìn thấy Ama bị Jurab bắt đi, Boyka vùng dậy đập tơi tả hai thằng vừa đánh mình rồi tiện tay sửa luôn đám lê ve bên dưới. Một thằng đi tới cầm súng bắn trúng vai, một thằng trên cao bắn trúng đùi nhưng Boyka cũng nhặt súng bắn hạ nó. Anh cầm súng đuổi theo Jurab ra ngoài, hắn đe dọa sẽ bắn chết Ama. Boyka bất lực đành phải ném khẩu súng xuống đất. Ngay khi hắn định nổ súng thì Ama cắn vào tay, Boyka xông tới liền ăn một viên đạn vào bụng. Anh cố nén cơn đau bóp cổ Jurab cho đến chết. Ama chạy tới đỡ lấy Boyka, anh cầu xin sự tha thứ của cô.
Ama chưa kịp trả lời thì cảnh sát đã tới còng tay Boyka. Trước khi đi, anh vẫn cầu xin sự tha thứ của cô. 6 tháng sau, Ama tới nhà tù thăm Boyka và nói rằng tôi tha thứ cho anh. Câu nói này khiến lương tâm Boyka cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã cố gắng rất nhiều, chỉ mong câu nói này từ Ama. Những ngày tháng sau đó, Boyka tiếp tục lên võ đài thi đấu trong tù để theo đuổi danh hiệu võ sĩ hoàn thiện nhất thế giới. Boyka đã cho tất cả mọi người thấy thế nào là võ sĩ hoàn thiện, kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, tinh thần võ đạo cùng với tấm lòng nhân ái. Anh không sợ chết, anh chiến đấu hết mình để lấy lại tự do và danh dự cho người vợ của đối thủ mà mình vô tình đánh chết trên võ đài. Những trận đấu ngầm với những gã quái vật, những kẻ sát nhân đã tôi luyện thêm cho Boyka để anh trở thành võ sĩ mạnh nhất thế giới. Bộ phim đến đây là hết rồi, anh em thấy hay thì cho Mọt một like và để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, I love you Trịch Trịch, bye bye. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều.